bệnh loạn khuẩn đường ruột là tình trạng mất cân bằng giữa vi khuẩn có lợi và có hại trong ruột. Trẻ nhỏ là đối tượng dễ mắc bệnh nhất, bởi hệ vi khuẩn đường ruột của trẻ có những đặc tính chưa hoàn thiện như người lớn. Hơn nữa, khi đã mắc bệnh thì mức độ nguy hiểm sẽ cao hơn. Ở người lớn, chế độ ăn uống không đảm bảo vệ sinh và lạm dụng rượu bia là các nguyên nhân gây loạn khuẩn đường ruột. Hệ tiêu hóa của cơ thể người chứa một hệ vi sinh đường ruột phức tạp. Hệ vi sinh này thay đổi tùy theo từng cá thể và tính đặc trưng của nó, phụ thuộc vào yếu tố di truyền và môi trường. Tổng lượng vi khuẩn trong hệ vi sinh đường ruột lên tới 100.000 tỷ vi khuẩn. Ở trạng thái cơ thể khỏe mạnh, hệ vi sinh đường ruột có khoảng hơn 500 loài khác nhau tồn tại, bao gồm cả các vi sinh vật có lợi lợi khuẩn chiếm 85% và các vi khuẩn gây bệnh chiếm 15%, nhưng không có biểu hiện nhiễm trùng nào là nhờ cơ chế điều hòa miễn dịch tại ruột. Các tế bào miễn dịch ở ruột chiếm tổng số 80% các tế bào miễn dịch trong cơ thể người, và hệ vi sinh đường ruột đóng một vai trò quan trọng trong việc hoạt hóa các tế bào miễn dịch đó. Biểu hiện của mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột ở trẻ nhỏ thường dưới dạng các hội chứng như chán ăn, bỏ bú, giảm cảm giác thèm ăn, đau bụng, chứng bụng, nôn chớ, tiêu chảy thường xuyên hoặc táo bón và hệ miễn dịch yếu, thường xuyên mắc các bệnh nhiễm khuẩn. Loạn khuẩn đường ruột ở người lớn gồm ít nhất 2 trong số các triệu chứng gồm rối loạn đại tiện, phần lớn là tiêu chảy nhưng có thể gặp táo bón, đầy hơi, chứng bụng, đau bụng, buồn nôn và nôn. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới bệnh loạn khuẩn đường ruột. Dưới đây là những nguyên nhân chính được đưa ra. Chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý ở trẻ em có thể cho trẻ ăn dặm quá sớm, pha sai quy cách các loại sữa công thức, sai lầm khi làm quen với thức ăn người lớn. Rối loạn hoạt động đường ruột, lạm dụng kháng sinh, nhiễm trùng đường ruột, stress. Ngoài ra, bất cứ việc béo hay mệt cũng có khả năng ảnh hưởng tới sự cân bằng vi khuẩn lợi và hại. Triệu chứng của bệnh loạn khuẩn đường ruột. Bệnh nhân bị loạn khuẩn thường có những triệu chứng sau đây. Rối loạn tiêu hóa kéo dài có thể dẫn đến tình trạng rối loạn dinh dưỡng, tiêu chảy kéo dài, phân lỏng và có bọt, xuất hiện hội chứng lị do tụ cầu khuẩn. Thông qua việc thăm khám, xét nghiệm phân, bác sĩ sẽ chỉ định cách điều trị thích hợp. Đồng thời cần phải dựa vào nguyên nhân để trị bệnh. Để điều trị loạn khuẩn đường ruột, có thể dùng các chế phẩm vi sinh probiotic là các vi khuẩn lành tính như Antibio, Lactitiamin Plus, Bionactin, liều lượng theo chỉ dẫn của bác sĩ, trong một vài tuần bệnh sẽ ổn định. Điều quan trọng là khi bị loạn khuẩn đường ruột làm rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa và hấp thu thức ăn. Vì thế ngoài cho uống chế phẩm vi sinh thì cần có một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Phòng tránh loạn khuẩn đường ruột, cần cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Ở trẻ bú sữa mẹ, Bifidobacteria chiếm 80-90% tổng lượng vi sinh đường ruột, trong khi lượng Bifidobacteria thấp hơn rõ rệt ở trẻ dùng sữa công thức. Cho trẻ ăn dặm từ tháng thứ 7 với chế độ dinh dưỡng hợp lý theo 8 nhóm thực phẩm. Ở người lớn, cần điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt như ăn thực phẩm dễ tiêu hóa, uống đủ nước và không ăn nhiều chất béo, đồ chua, cay và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng các chất kích thích như rượu bia, không lạm dụng kháng sinh, thường xuyên rửa tay sạch sẽ, đặc biệt là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, sử dụng một số men tiêu hóa nhằm bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về sức khỏe cộng đồng.